Thế có phải là thằng Quang nó bắt em phải cưới nó không, hay là em muốn cưới nó hay như nào? Bây giờ anh chắc chắn một điều là em vẫn còn tình cảm với anh đúng không? Không phải là em muốn cưới nó đúng không? Tôi chẳng còn tình cảm gì với anh cả, nhưng mà anh ấy phải đứng ở vị trí của tôi thì anh ấy hiểu. Bây giờ tôi là đàn bà con gái, tôi mới yêu anh Quang được 1-2 tuần, và bây giờ tôi cưới luôn thì mấy người hàng xóm lại đàm tiếu. Tức là tôi không muốn cưới chứ không phải tôi còn tình cảm với anh hiểu không? Nhà ngoài à? Có thằng bé mà em không hiểu gì mà mình đuổi không? Em đi làm sao? Mày đi làm gì? Mày làm sao? Sao? Tao bảo mày đi vào không? Mày đi làm gì? Thằng Dũng mày đi vào là mày để ai? Mày cười á? Mày đi làm gì? Nhà của tao đấy. Mày đi đóng đây anh kia xem. Mày đi vào không? Mày đi đóng đây anh kia xem. Mày sao? Mày bỏ ngay xuống. Hello, xin chào mọi người, mình đang kết chỗ đây. Thì các bạn ạ, thì mình hiện tại là mình đang có mặt tại nhà của Phạm Thư nha các bạn nhé. Mình vừa mới sang nhà Phạm Thư xong để mình hỏi Phạm Thư là Phạm Thư có thật sự là muốn cưới cái thằng trà xanh hay không, hay là bị ép buộc nha các bạn nhé. Thì mình sang đây thì Phạm Thư chưa về các bạn ạ. Nên là mình đang chuẩn bị gọi cho Phạm Thư để xem là Phạm Thư đi về chưa, mình sẽ hỏi trực tiếp Phạm Thư luôn. Tại vì mình nghi rằng là Phạm Thư bị ép nha các bạn nhé, và Phạm Thư vẫn còn tình cảm với mình. Đúng rồi. Dũng ơi. Chị Thư sắp về chưa? Chị Thư chắc một đi luôn về nhỉ? Đi luôn về. Để anh follow cho chị Thư, để anh hỏi chị Thư sắp về chưa? Anh... Để lát anh hỏi luôn chị Thư. Chứ chắc chắn là anh nghĩ là chị Thư vẫn còn tình cảm với anh. Chị Thư chỉ bị ép thôi. Đúng. Hôm trước là anh nghe lại đã hiểu luôn rồi. Đúng rồi, em thấy thằng kia ép luôn, đe dọa Thư, nó nói nặng lời với chị Thư lắm ấy. Nó đấy. Nói nặng như thế nó dọa mà. Nó không bị dọa đâu. Đúng rồi anh ạ. Thấy mặt chị Thư sờ sờ rồi. Anh không biết là chị Thư bị nó dọa cái gì mà bây giờ chị Thư cứ phải nghe nó. Chắc chắn là chị Thư bị làm sao. Nếu mà chị Thư hết tình cảm mình. Alo. Anh nói được gì đấy? Anh bảo bây giờ anh đang ở nhà em ấy, anh vừa sang nhà em xong thì anh đang ở nhà em rồi. Bây giờ em đi làm về thì em về luôn thẳng nhà đi, anh có chuyện muốn nói. Bây giờ anh đang ở nhà em rồi, anh có chuyện này muốn nói, bây giờ anh muốn gặp em đúng 10 phút thôi. Anh nói rồi là nếu mà em cảm giác mà không thích thì anh đi về cũng được, nhưng mà cho anh một cơ hội để anh gặp. Đúng rồi, thì vì nó chỉ hơi anh kiên tí đi. Rồi anh biết rồi. Giờ chị Thư chuẩn bị về rồi, chị Thư bảo là bây giờ nói gì thì nói, biến cút khỏi nhà tôi đi. Nghe câu đấy lại không mời chị Thư thay đổi nhanh như vậy. Nhưng mà anh chắc chắn là chị Thư chắc chắn vẫn còn tình cảm với anh, không mời chị Thư như thế đâu. Nếu bởi mà... vì chị Thư mà không còn tình cảm nhá, chị Thư đã cưới nó rồi. Thôi đúng rồi, đợi xem chị Thư về. Hoặc là lát nữa chị Thư về rồi anh hỏi thực kết chị Thư luôn ba bằng lời. Chị Thư về anh nói như nào thì chị Thư ấy vừa làm Thư, chứ không Thư tức tức anh khó lắm. Giờ anh phải nói khéo. Tôi thấy xem này, chị Thư về lát nữa chị Thư về. Chị Thư về anh ạ. Thư về rồi. Em ở đây có chuyện muốn nói với em một tí thôi. Đúng rồi chị ạ. Muốn nói gì nói đi. Giờ anh bảo. Sao? Bây giờ anh hỏi em nhá. Thế có phải là thằng Quang nó bắt em phải cưới nó không, hay là em muốn cưới nó hay như nào? Bây giờ anh chắc chắn một điều là em vẫn còn tình cảm với anh đúng không? Không phải là em muốn cưới nó đúng không? Tôi chẳng còn tình cảm gì với anh cả, nhưng mà anh ấy phải đứng ở vị trí của tôi thì anh ấy hiểu. Bây giờ tôi là đàn bà con gái, tôi mới yêu anh Quang được 1-2 tuần, và bây giờ tôi cưới luôn thì mấy người hàng xóm lại đàm tiếu. Tức là tôi không muốn cưới chứ không phải tôi còn tình cảm với anh, anh hiểu không? Anh nghĩ chắc chắn là em vẫn còn tình cảm với anh. Chắc chắn là thằng Quang nó ép em phải cưới nó đúng không? Em phải nói cho anh biết. Em cứ nói cho anh đi. Anh nghe nói chuyện với nó. Chẳng có việc gì phải nói chuyện với anh cả. Còn bây giờ ấy, bản thân tôi thấy là tôi chưa muốn cưới thì tôi không cưới, thì tôi chưa cưới thôi. Bây giờ em cứ nói chuyện với anh sẽ giải quyết nó, anh sẽ xử lý nó. Bây giờ em mạnh dạn lên, em cứ nói đi. Làm sao mà em cứ phải sợ nó? Anh biết chắc chắn này, em đang sợ nó và em đang muốn cưới nó bởi vì lại nó ép em. Nó đang ép em thôi, anh biết mà. Em đừng có mà giả vờ như thế nữa, anh yêu em 4 năm rồi rồi. Anh đủ hiểu cái tính cách của em như nào, anh đủ hiểu em như nào. Bây giờ em cứ phải mạnh mẽ lên, em nói cho anh hiểu đi. Anh ơi, thằng Quang nó sang kìa anh ơi. Thằng Quang nó sang kìa. Mày lại sang nhà tao rồi. Sao chứ? Sao chứ? Chứ này anh sang nhà tao đấy. Tao ra đây của tao, tao hỏi thằng đi. Việc của mày à? Tao sang đây, tao hỏi thằng mặt Tư luôn. Là bây giờ có phải Tư là mày ép Tư cưới không? Ép cưới không cưới, đây là thưởng của tao. Không liên quan đến mày, bây giờ mày không liên quan gì hết thì mày cút về. Bây giờ mày đến đây mày cứ phá đám cho tao à? Tao chả phá đám gì cả, tao đây tao phải thư. Tao mặc một lời luôn, hiểu chưa?
Đúng rồi. Kể cả tao ép Thư cưới hay không cũng bây giờ không liên quan gì đến mày. Có liên quan đấy. Liên quan cái gì? Người yêu của anh tao ấy. Mày nghe rõ chưa? Em cứ mạnh nghe lên, em nói thẳng mặt anh đi. Chị biết là phải sợ không á? Chị nói chị thư chưa cứu. Mày còn phải thư nói bao nhiêu lần nữa thì mày mới hiểu. Mày bây giờ còn muốn đến đây mày mà nói để cho Thư ngủ đâu à? Còn bây giờ tao nói luôn mặt mày biết này. Mặt mày bây giờ anh lo liệu mà về mày làm ăn đi. Lo liệu mà làm ăn đi. Chứ bê không phải mày ấy. Đến đây mày giúp mày 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 tiếp với Thư mà Thư. Tao đến đây tao nói chuyện với Thư. Mày liên quan gì? Chưa? Tao bây giờ sắp là chồng sắp cưới của Thư rồi. Bây giờ mày cưới chưa? Bây giờ mày cưới mày nói chưa? Tao chồng mày rồi chưa? Lại Thư không hết. Thư không hề cưới một cưới mày chưa? Em tao biết từ này rồi. Đừng cãi nhau với tôi, nó mệt quá rồi. Em nói này có phải là nó là tay em không? Bỏ tay ra. Làm sao? Còn bây giờ mày đi về để tao với Thư ở đây nói chuyện đi cho nó yên. Mày đừng có ép Thư. Mày đừng có ép Thư. Tao biết là mày ép Thư đấy con chó à. Mày đừng có động Thư người tao. Hả? Còn bên tao hỏi mày có về không? Nhà này nhà mày hả? Mày làm gì anh tao? Giúp mày để yên anh xử lý thằng này. Mày làm gì anh cái này đây? Đố mày ấm dụng của anh kia đấy. Mày ghét chị tao hơn nhiều lắm rồi mày ạ. Còn thôi. Bây giờ ấy, đúng là của tôi, tao chọn anh quen rồi. Mày nghe rõ chưa? Là còn anh bây giờ ấy của tôi nữa. Chị còn bây giờ là mày cút về. Chị xin nghĩ cho chị vào. Tao ấy, mày không hiểu gì. Tao nói thẳng mày nghe này. Mày cũng ai? Kể cả bây giờ ấy, trước mặt của Thư mày nói thế thôi, nhưng sau lưng mặt của Thư ấy mày nói kiểu khác. Chắc chắn là mày đang ép Thư, chắc chắn là Thư đang sợ sệt cái gì đấy, là mày ép Thư phải làm thế, hiểu chưa? Tao chứ không bao giờ ấy Thư đối xử với anh thế, hiểu chưa? Tao với Thư mày bỏ cái tay ra, mày bỏ cái tay ra, mày đã cưới mày mới đã cưới nhau đâu mà mày cầm tay, hiểu chưa? Đây là điều tao đấy, hiểu chưa? Không phải là điều của anh. Em nói thẳng với anh chưa? Mày nghe tôi chưa? Chị về với anh. Em nói thẳng nói đi. Bây giờ ấy tôi nói cho mọi người biết, bây giờ tôi yêu anh Quang. Tôi cho anh Quang rồi. Mày nghe rõ chưa? Còn bây giờ mày cút về đi. Chị suy nghĩ chưa? Chuyện mình nói anh. Bây giờ anh ấy, anh về lo cuộc sống của anh đi. Mẹ anh già rồi. Bây giờ anh cố gắng mà đi kiếm tiền mà nuôi mẹ nữa. Anh về lo cho mẹ của anh đi. Được cuộc sống của tôi, được lựa chọn của tôi rồi. Anh ấy, bây giờ anh kiếm một người phụ nữ khác hợp với anh. Nhưng mà anh không thể em đúng không? Anh làm sao mà anh chứng mắt lên anh nhìn thấy thằng này cưới em, trong khi đó là anh biết nó là người xấu. Tao cười hiểu cái gì? Tao bây giờ mày bỏ ngay cái tay ra. Tao với Thư bây giờ ấy sắp thành vợ chồng rồi. Này, tao giờ thành cái nói với tao nhá. Còn là mày chưa thành ấy thì mày đừng có mở rộng đến với tao, đúng không? Đố mày cưới được đấy. Tao kiên về đi. Dũng ơi, anh đừng nói với em vừa tao, đúng không? Mày phút rồi anh về đi. Tao, mày đi về. Mày đã cưới không? Mày em đúng không? Mày em đúng không? Ôi, tí nữa em về. Có phải mày em đúng không? Tao lại đi về. Mày Mày đi về. Về bên nó à? Tôi thay mình về rồi. Đủ 10 phút rồi, đi về đi. Bây giờ em có bên nó để nó đánh anh luôn. Anh trai ấy thì bên đánh em đúng rồi còn gì đó. Bây giờ vẫn là người yêu tôi phải bên chứ. Mày có về ngay không? Không thôi tao đập mày chết luôn đây. Làm sao mà đi về không? À, mày nói đủ chưa? Tôi biết ở nhà mày. Sắp tới đây là nhà của tao. Tao sắp tới làm con rể của bố Thư. Bây giờ có đi về không? Nếu anh không về anh thì có đi về. Anh đi về đi, đến đây nói chuyện nộn hàm gì. Anh đi về đi. Bây giờ chị nó không thích rồi thôi. Cô ấy ở nhà đó. Cô ấy nhà em. Mày đi ra ngoài này đi. Rồi. Vào ra. Nó đừng nhắc đến tôi rồi. Cô ấy vào ra. Anh đi. Mày đi ra. Nhà nhà em thì anh làm gì lên. Anh về. Đi ra cô ra. Cô em về. Cô em đi. Cô ấy thắng về đây. Mày ra ngoài này. 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 Bố anh ơi, bố anh ơi. Dạ. Dạ, anh làm như bố em về, bố em còn ghét anh, ghét anh như tôi ra ngoài đi. Kìa. Mày đi về này. Quá ớ mà ổ anh ạ. Tao đúng thì nó mà ơi.
giờ chị nghĩ anh thôi, anh cứ cãi nhau nó làm gì, bây giờ chị anh phải tìm cách coi chị thấy bộ mặt thật của nó thôi. Mày quá đáng được rồi, thế là mày càng ngày càng quá đáng. Mày im mồm đi, vừa cút em về nhà tao đi. Nói gì đấy? Anh ơi, mày nói gì tao hả? Đúng. Mày đứng ra bước ra ngoài này, mày bước ra ngoài này. Mày bảo tao cái gì cơ? Mày nói tao cái gì cơ? Bước ra ngoài này. Mày không mồm vào. Mày im mồm đi. Mày ra để tao chịu đó. Mày bước ra ngoài này. Mày bước ra ngoài này. Chứ bây giờ sắp tới là bạn tao rồi. Mày nghe tao chưa? Còn bây giờ mày chả là cái gì mà mày. Anh đi về thôi nhá. Nói chuyện với bọn này làm gì? Thôi thì anh đi về đi. Về cái gì? Bây giờ tao nhìn thấy nó đang làm cho bọn với nhau à? Bây giờ cứ làm cho đây em chả làm cái gì đâu. Mày tức à? Mày cứ... Mày... 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 Rồi đúng rồi. Anh chả làm thế chứ, ghét anh thôi. Dạ anh chỉ có còn cách là tìm mọi bằng chứng để cho chị Thương thấy bộ mặt thật của nó anh ạ. Chắc chắn là chứ, không muốn cười nó ép đi. Vâng, thế bọn em biết mà. Bây giờ anh cứ vào thế, chờ kỹ thư càng ngày càng ghét anh đi. Ôi giờ anh cứ làm như là chị Thương ghét thôi, anh tìm cách nào đi. Bây giờ mày nhìn đi, chúng nó dắt nhau vào trong phòng như thế, tao chịu được không? Đúng mày rồi, bảo tao về. Mày vào mày đuổi nó về đi. Em biết rồi, nhưng mà không biết tìm cách nào để cho nó cút ra khỏi đây này. Dạ, nhà mày rồi, đuổi nó, mày đuổi nó về thôi. Dạ, em đuổi nó không đi về, nó cứ chị Thương còn chửi em kìa. Giờ vì sao mà đuổi nó được anh? Chúng nó dắt nhau trong phòng như thế, mày bảo tao về, về cái gì? Về đâu? Đéo gì? Tưởng gì cái bây giờ chắc chắn là chị Thư ấy là đang bị nó mua chuộc cái gì rồi, đang bị nó ép cái gì rồi. Nên là chị Thư mới phải làm như thế, chắc chắn là chị Thư không muốn cười nó đâu. Đúng rồi anh ạ. Chị Thư giờ nó đang nói bị ép ấy lắm rồi. Giờ chỉ muốn cách... Mày đi ra mày gọi, nó ra ngay, mày để cho nó làm trong phòng thế à? Mày gọi ra luôn đi. Mày gọi ra luôn đi. Mày bảo ra nó chửi tao. Đúng đúng mà chui trong phòng nữa. Mày bảo ra nó chửi tao. Mày bảo nó ra đây. Mày cũng ra đi, nát xe mình mua lên có ra không? Không ra đâu, nát mua đấy mày có ra không? Không ra đâu, mày rách cái xe mày luôn. Đốt luôn xe mày đấy. Rồi, thoải mái cũng ra anh ơi. Chính là mày đấy, cái này tay sai thế nào đấy. Chứ tao không cho mày cho ngủ đâu, tao phá mày đi ngủ luôn. Mày cứ thoải mái đi xem là mày có cưới cao không nhá. Đố làm cưới của mày thế nào đấy.